Chào buổi sáng quý khán giả, cảm ơn quý khán giả đã chọn miền Tây hôm nay của VTV Cần Thơ để khởi động ngày mới và cập nhật những thông tin trên nhiều lĩnh vực. Một cuốn lịch bỏ túi chỉ với 24 trang lại có thể tra cứu ngày tháng đến 2 tỷ năm. Mời quý khán giả theo dõi thông tin thú vị này trong ít phút nữa. Còn bây giờ chúng ta cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý khác. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ diễn biến của sốt xuất huyết khi số ca mắc tăng gấp 2,3 lần so với năm ngoái. Chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinamex Vĩnh Long cam kết đền bù minh bạch cho hàng trăm nhà vườn ở huyện Bình Tân. Nội dung phóng sự phản hồi đường dây nóng VTV Cần Thơ. Mô hình nuôi dê góp phần cải thiện nguồn thu nhập cho các hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, số ca mắc sốt xuất huyết của cả nước đã tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, số ca tăng cao tại các tỉnh thành miền Nam và miền Trung. Và trước những diễn biến này, thì Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương tăng cường giám sát sốt xuất huyết và chủ động các giải pháp phòng chống sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Hệ thống dự phòng cần giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch. Các cơ sở khám chữa bệnh được đề nghị chuẩn bị thuốc men đầy đủ, chuyển tuyến kịp thời, tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới trong việc phòng chống dịch. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. Trong năm ngoái, cả nước ghi nhận hơn 360.000 ca mắc sốt xuất huyết, 133 trường hợp tử vong. Bên cạnh sốt xuất huyết thì dịch bệnh Marburg cũng đang là mối lo ngại hiện nay. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao từ 50 đến 88%. Theo Bộ Y tế, Marburg là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Marburg gây ra, ổ chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả. Bệnh có thể lây truyền từ dơi, động vật linh trưởng sang người và lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể. Liên quan đến vụ 10 người bị ngộ độc sau khi ăn cá chép ủ muối chua khiến một người tử vong tại Quảng Nam, hiện sức khỏe của 3 bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất đã cải thiện. Dự kiến sẽ có 2 người cai được máy thở. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến cáo không ăn các món liên quan cá chép ủ muối chua, cũng như không nên ăn các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, trái cây rừng lạ, côn trùng. Sở cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm để phát hiện sớm, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Cơ quan Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam vào cuộc phối hợp với ngành y tế điều tra vụ tử vong do ăn cá chép ủ muối chua, kết quả báo cáo về Bộ trước ngày 23 tháng 3 tới. Trong vụ ngộ độc ở Quảng Nam, theo đánh giá của các bác sĩ sau khi điều tra dịch tễ, có 3 chùm bệnh có khả năng cao bị ngộ độc botulinum trong thức ăn. Từ đây thì lời khuyên được đưa ra là người dân cần cẩn trọng và lưu ý các nguyên tắc phòng ngộ độc botulinum. Theo các bác sĩ, 3 chùm ca này đều ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, chùm ca bệnh thứ nhất đã có một bệnh nhân nữ 40 tuổi tử vong do diễn tiến quá nặng. Các chùm bệnh này trước khi bị ngộ độc đều ăn cá chép ủ muối chua. Sau khi ăn, các trường hợp này đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt và yếu dần tay chân. Sau khi nhập viện, bệnh nhân bị liệt tứ chi, suy hô hấp, phải thở máy tới đây. Đây là cái loại ngộ độc thì không phổ biến so với các loại ngộ độc thực phẩm khác, như là ngộ độc của Salmonella hay ngộ độc của tụ cầu vàng, tức là Staphylococcus aureus. Nhưng mà nó lại nguy hiểm ở chỗ là các hầu hết các trường hợp độc thì nó lại gây ngộ độc nặng và có nhiều khả năng gây tử vong. Cũng theo các bác sĩ, cá chép muối ủ chua là loại thức ăn được bỏ vào hộp thủy tinh đóng kín sau 2 đến 3 tuần mới lấy ra sử dụng, đã tạo điều kiện yếm khí cho vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển. Những trường hợp nặng đều dẫn tới suy hô hấp do liệt cơ, thở máy và đã được chỉ định dùng ngay thuốc giải độc Clostridium botulinum. Kết quả xét nghiệm các mẫu cá muối ủ chua do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện xác định Clostridium type E khẳng định là các bệnh nhân bị ngộ độc. Điều tốt nhất đó là mình giáo dục cho người dân biết cái kỹ thuật làm cho đúng và mình hướng dẫn và hoặc là cái vai trò của ngành y tế cũng như là các cục quản lý chất lượng thực phẩm á, thì là mình phải làm những cái nghiên cứu nhỏ để xem là những cái loại sản phẩm nào thì
với kỹ thuật nào thì tương đối là làm tốt và mình hướng dẫn cho người dân thì khi đó thì người dân sẽ an toàn hơn. Được biết cá chép ủ muối chua là đặc sản của người dân xã Phước Sơn và đều tự làm. Các bệnh nhân được cứu sống nhờ thuốc giải độc botulinum cực kỳ đắt đỏ và quý hiếm với quy trình bảo quản và vận chuyển vô cùng ngặt nghèo. Giá dầu thế giới gần đây liên tục lao dốc mạnh. Giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cũng giảm, có thể ảnh hưởng đến giá bán lẻ trong nước kỳ điều hành dự kiến vào hôm nay. Một số ý kiến cho rằng giá xăng dầu hôm nay sẽ giảm, mức giảm cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc điều hành quỹ bình ổn giá, nhưng cao nhất có thể lên đến 1.000 đồng một lít. Trước đó, vào kỳ điều hành giá ngày 13 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh tăng giá bán đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng dầu đã trải qua 8 lần điều chỉnh, trong đó có 5 lần tăng, 2 lần giảm và 1 lần giữ nguyên giá. Dự án nâng cấp tuyến đường trục dọc phía Tây đồng bằng sông Cửu Long từ Cao Lãnh đến Rạch Sỏi dài gần 52 km dự kiến được khởi công trong năm nay. Trong đó, đoạn Cao Lãnh Lộ Tẻ có vốn đầu tư 950 tỷ đồng, đoạn Lộ Tẻ Rạch Sỏi là 750 tỷ đồng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đoạn Cao Lãnh Lộ Tẻ hiện hữu sẽ được tiến hành bù dên và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa, xây dựng hệ thống đường gom tại một số đoạn, hoàn chỉnh các nút giao để tổ chức lại giao thông, khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án đầu tư với tổng chiều dài gần 29 km. Hiện chủ đầu tư đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế, dự kiến khởi công quý 3 năm 2023 và hoàn thành vào năm 2025. Trong tiểu mục đường dây nóng ngày 17 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã phản ánh đến quý khán giả câu chuyện hàng trăm nhà vườn ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long lo lắng không biết có nên đầu tư chăm sóc hay là bỏ phế vườn cây ăn trái vì thông tin triển khai dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long chưa rõ ràng. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch triển khai dự án này. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân cho biết, dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long đã được chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy mô dự án 400 hectare, triển khai trên địa bàn xã Thành Lợi và thị trấn Tân Quế. Giai đoạn 1 có quy mô 165 hectare. Hiện tại địa phương đang tiến hành kiểm đếm cây trồng và kiến trúc. Nhiều người dân phản ánh chưa nhận được thông tin về dự án, có thể do một số khu vực công tác kiểm kê tài sản chưa được triển khai. Dự kiến của cái khu công nghiệp là khoảng cuối tháng 8 mới có chi trả tiền bồi hoàn. Sau khi chi trả tiền bồi hoàn thì mới có cái vấn đề là sẽ tiến hành san lấp cái mặt bằng. Do vậy trong khoảng thời gian này thì bà con cứ yên tâm chăm sóc vườn cây của mình và thu hoạch bình thường, không có vấn đề gì mà mình phải lo ngại. Theo cam kết của chủ đầu tư là công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long, dự án sẽ được triển khai vào tháng 9 năm nay. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư đang khẩn trương xây dựng phương án áp giá đền bù cho từng loại đất, cây trồng, cây trồng kiến trúc. Các phương án được xây dựng chặt chẽ, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và những hộ dân bị thu hồi đất. Áp giá thì cũng phải thực hiện là thẩm định giá đất cụ thể trong từng thời điểm đúng theo quy định. Ví dụ trong thời hạn 6 tháng thì cũng phải điều chỉnh giá đâu này khác theo đúng quy định pháp luật. Do đó thì chúng tôi thấy rằng đứng về phía người dân cũng hết sức là an tâm về cái góc độ, cái công tâm của chính quyền địa phương và với nhà đầu tư. Người dân mong rằng những cam kết của các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long sẽ được thực hiện trong quá trình triển khai dự án. Một khi các thông tin về quy hoạch, phương án đền bù được rõ ràng, minh bạch, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của những hộ dân bị thu hồi đất thì chắc chắn sẽ tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Trong cuộc sống, quý khán giả gặp những khó khăn chính đáng cần phản ánh, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282 của VTV Cần Thơ. Phóng viên chúng tôi sẽ xác minh và có phản hồi sớm nhất. Kiểm tra hoạt động cho dây cầm cố tại 4 địa điểm kinh doanh của F88 tại Kiên Giang, cùng các ghi nhận về tình hình an ninh trật tự sẽ có ngay sau đây. Công an tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành kiểm tra hành chính 4 địa điểm kinh doanh thuộc công ty F88 trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Theo đó, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở. Trước đó, nhiều tỉnh thành khác như thành phố Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng và Tiền Giang cũng đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm kinh doanh của công ty F88. Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tạm giữ Đỗ Tấn Phúc, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đồng phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.
Trước đó, nhận tin báo có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Thông Hòa, Công an huyện Cầu Kè đã vây bắt 17 đối tượng. Trong đó, Phúc đứng ra tổ chức đá gà lấy tiền sâu 5% giá trị tiền cược. Hai đồng phạm có nhiệm vụ canh đường. Tại hiện trường, công an còn thu giữ 12 xe máy, 90 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng 73 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Huỳnh Thanh Tây, ngụ tỉnh An Giang và Đặng Thiện Chiến, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, đầu tháng 2 năm 2021, Nguyễn Thanh Điền thấy Chiến ngồi uống nước nên đã rủ thêm 4 người bạn mang theo hung khí truy sát nhóm của Chiến. Hậu quả, hai nạn nhân bị thương ở mức 17% và 84%. Những năm gần đây, nghề nuôi dê đang phát triển khá mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Không phải quá mới mẻ, nhưng với đặc điểm là dễ nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và thêm một ưu điểm nữa đó là ít tốn kém chi phí đầu tư. Vì vậy mà mô hình nuôi dê đang được nhiều nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long áp dụng và phát huy hiệu quả, đặc biệt là đối với những hộ nghèo, ít đất sản xuất. Xã Bình Phú, huyện Càng Long là một trong những địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở tỉnh Trà Vinh. Khi các loại cây trồng vật nuôi truyền thống không còn mang lại hiệu quả như xưa, bà con nơi đây chuyển sang nuôi dê. Lợi thế lớn nhất khi nuôi dê là tận dụng được thức ăn là lá cây có sẵn trong vườn nhà. Dê thì chi phí thức ăn nó nhẹ hơn bò, với lại chỉ là cỏ thôi. Chăm sóc thì nó cũng nhẹ hơn, nó phù hợp với hộ nghèo, nó không còn tốn chi phí nhiều, với lại không tốn diện tích đất nhiều. Theo bà con, dê rất dễ chăm sóc, trung bình khoảng 1 năm, dê sinh sản 2 lứa, mỗi lứa khoảng 2 con. Theo các hộ chăn nuôi, dê con từ lúc dứt sữa trọng lượng khoảng 13 đến 15 kg một con, nuôi khoảng 6 tháng có thể đạt từ 25 đến 30 kg. Gần đây, dê thịt có giá từ 100 đến 150 ngàn đồng một ký, riêng dê cái con khoảng 2,5 tháng tuổi ở mức 3 triệu đồng một con. Con dê mình sẽ bỏ lên cân, mình cân, mình tính tiền, không phải như con bò mình phải bán đứng là tỷ giá nó không ổn định. Cái phân thì cái giá ở đây cho mấy anh em ta trồng hoa màu đó, rồi ta mua thì nó cái giá là nó gấp đôi cái phân bò. Thứ nhất là nuôi con dê là ít rủi ro, thứ hai là không cần phải có diện tích đất nhiều, thứ ba là cái nguồn thức ăn thì tận dụng cái nguồn thức ăn tự có từ tự nhiên, không cần phải có, ví dụ như những hộ nghèo cận nghèo thì người ta không cần phải chi tiền ra để người ta mua thêm thức ăn cho con dê. Bên cạnh nuôi dê, nhiều nông dân còn kết hợp trồng cây ăn trái, hoa màu. Bà con tận dụng được nguồn phân để bón cho cây, tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất. Hiện nay, số lượng đàn dê nuôi của nông dân tỉnh Trà Vinh không ngừng tăng. Từ khoảng 5.000 con năm 2013 đến đầu năm 2023 là 22.000 con. Hiệu quả kinh tế cao, nguồn thức ăn dồi dào và không cần nhiều diện tích. Có thể nói, nghề nuôi dê khá phù hợp với lao động nông thôn, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn về đất sản xuất. Ở nhiều vùng nông thôn miền Tây, khi cần thức ăn cho bữa cơm hàng ngày, người ta chỉ cần ra mương vườn hoặc là ao nhà là có được. Cá trong tự nhiên thì bà con có rất nhiều cách để bắt. Đúng vậy đó anh Nhật Minh, một mình thì có thể quăng chài, giăng lưới hay là đặt lợp, thả câu. Nhiều người thì có thể hợp sức để mà kéo lưới, tát mương. Không nhiều thì ít, nguồn cá tự nhiên luôn đủ để người dân quê xoay sở và đáp đổi qua ngày. Vì cái hầm này người ta thường hồi đó người ta nuôi cá, cá cha, cá dồ á. Rồi sao ta lỗ lã gì ta bỏ, rồi giờ cá linh này ngoài sông nó vô nè, hồi đợt nước lên á. Rồi không ai bắt, mình bắt, mình không, chứ người ta không có la. Mình mướn còn hết, mà hết mình mướn thì mình đi kiếm này kiếm kia nè. Ít thì mình ăn, là nhiều mình bán. Mẻ này chắc có 3 kg, 4 kg ạ. Nè, từ anh đi thẳng đi, bọc đám một bình hết á. Ừ. Mệt lúc dọn này nè, dọn này không mệt, nó chịu muốn nổi luôn. Dọn này mệt lắm, nhầm lưới chú dọn cảnh cả tiếng hồ luôn á. Thì chà nó dính lưới á, mình dọn từ từ mới được, còn dọn lẹ quá là cá nó ra hết. Trời ơi, cá giờ không được con nữa, hồi trước nữa không được cũng như hồi trước là 10, bây giờ chắc có khoảng 2 phần. Sống thì nó thoải mái, mà cái tiền đi kiếm tiền cực lắm chú ơi. Vậy chứ nuôi vợ con phải vậy chứ sao vậy?
Nếu mà bây giờ mình mệt thì mình nghỉ, còn mình có sức thì mình làm tiếp con phụ vậy đó. Vậy thôi. Chứ bây giờ còn mình sức ở nhà cho nó nuôi làm chi. Bây giờ con được đồng, mình thêm đồng nữa là thấy 2 đồng rồi. Thu nhập thấy cũng khá rồi, gia đình thì cũng ăn đồng còn đồng vậy đó. Mình đặt thí dụ vậy đó. Cực chứ mà. Cái mình làm chủ bản thân mình được nhiều, mình hưởng nhiều, được ít, mình hưởng ít đó. Nó dễ hơn. Mà ít có được nhiều lắm chú ơi, đâu có được nhiều đâu. Giờ trăm ngàn, trăm ngoài 200 ngàn là mệt lắm rồi. Vì là mệt lắm rồi nè. Như đây có 100 ngoài ngàn gì. Có đâu, có bao nhiêu đâu.